Xin chào, chào mừng bạn đến với bài tập yoga giảm mỡ lưng thuộc khóa học yoga giảm cân cùng huấn luyện viên yoga by Sophie. Bạn có biết phần lưng ít được mọi người chú ý tập luyện bởi vì đây là bộ phận ít được nhìn thấy trên cơ thể. Nhưng thực tế thì người khác lại hay để ý đến bộ phận này của chúng ta. Nhất là khi bạn diện những chiếc áo bó hay áo crop top, bikini, áo hai dây. Chính vì thế trong bài tập yoga này, chúng ta sẽ luyện tập để làm săn chắc phần cơ lưng, đánh tan, đánh bay mỡ vùng lưng, để các bạn có thể tự tin diện những chiếc áo mà bạn yêu thích. Trước khi chúng ta bắt đầu, Sophie xin giải đáp câu hỏi rất thường gặp về các bài tập yoga giảm cân, giảm mỡ. Tập bao lâu và tập với cường độ như thế nào để đạt được hiệu quả nhanh nhất và tốt nhất? Câu trả lời là các bạn nên tập 5 buổi mỗi tuần sẽ có kết quả nhanh nhất. Tuy nhiên, nếu như các bạn bận rộn thì hãy cố gắng duy trì tối thiểu là 3 buổi mỗi tuần nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trải thảm ra và bắt đầu bài tập yoga giảm mỡ lưng. Chúng ta cùng vào tư thế nhân sư, hãy cùng nằm úp xuống sàn. Duỗi mũi chân về sau, đặt trán chạm xuống sàn, bụng ngực cằm chạm sàn. Rồi bây giờ đặt cùi chỏ xuống thảm. Hai cùi chỏ mở rộng bằng vai. Xòe 10 ngón tay, lòng bàn tay ấn xuống sàn. Hít một hơi, nâng ngực lên. Mở ngực về phía trước. Đây là tư thế con nhân sư. Giữ ở đây. Xoay đầu sang phải, sang trái. Hít vào. Xoay đầu sang bên phải. Thở hết ra. Xoay đầu sang bên trái. Vài hơi thở sau, căng giãn cho cổ, mở ngực mở vai. Hít thở đều. Khi về giữa hãy cúi cằm xuống về gần ngực, rồi nghiêng đầu sang một bên, căng giãn cổ hai bên. Hãy nhấn củi chỏ và tay xuống sàn, đẩy ngực về phía trước. Hít thở đều. Rồi từ từ đưa cằm trở về giữa. Hít vào mở ngực, nhìn về phía trước. Cảm nhận cơ lồng ngực mở căng. Rồi giữ ở đây. Thở hết ra, hạ trán xuống sàn. Hít vào, nâng ngực lên. Mở ngực ra nào. Thở hết ra, hạ trán xuống sàn. Hít vào, nâng ngực lên. Lần này chúng ta giữ ở đây. Các bạn hãy cố gắng dùng cơ lưng để mở ngực, nâng vai lên. Nếu đi xa hơn được, hãy đưa hai tay về phía sau. Đan hai tay với nhau. Rồi chúng ta hướng ngón trỏ về phía cuối thảm. Cảm nhận cơ lưng được siết chặt lại. Giữ ở đây. Rồi thở hết ra, đặt tay xuống, vẫn giữ nguyên ngực. Nâng hông lên. Chó ngẩng mặt. Rồi từ đây đẩy hông cao lên trời, vào tư thế chó úp mặt, chữ V ngược, trùng gối, đẩy vai về sau. Rồi đẩy xương cụt lên cao.
Tư thế chéo úp mặt đầu tiên, hãy đi bộ tại chỗ, gập gối từng bên nào. Nhấn mạnh hai tay, đẩy vai về sau. Rồi chung hai gối lại, chồm lên phía trước, tư thế tấm ván plank, mông vai đầu trên một đường thẳng. Thở hết ra, đặt hai gối xuống sàn, vào tư thế cái bàn, lùi nhẹ tay ra sau một chút xíu để hai bàn tay đặt ngay dưới vai. Mở hai gối rộng bằng hông, cùng vào tư thế con bò và con mèo. Hít vào võng lưng mở, ngực nhìn về trước mặt. Con bò. Thở hết ra, hóp bụng cuộn lưng cao, nhìn xuống rốn. Con mèo. Ba lần nữa, hít vào. Thở hết ra. Cảm nhận cột sống chuyển động mềm mại. Hít vào. Thở hết ra. Cuộn cao lưng lên. Lần cuối, hít sâu, mở căng lồng ngực, nhìn lên, hướng xương cụt lên trời. Thở hết ra, cuộn lưng, rút rốn vào trong hóp bụng, hướng xương cụt về gót chân. Rồi, bây giờ hai gối của chúng ta khép lại chạm nhau ở giữa thảm. Cùng nâng chân trái lên trước nhé. Nâng chân trái lên. Hít vào, mở ngực ra nào, úp hông trái của bạn xuống. Rồi thở hết ra, hóp bụng lại, cuộn cái lưng lên. Rồi bây giờ hãy đưa tay phải về phía trước. Rồi giữ nguyên chân ở đây. Với dài ngón tay về trước, hít vào, úp tay phải xuống. Thở hết ra, gập cùi trỏ phải, đưa hướng về tường bên phải. Hít vào với tay phải về trước. Với dài ra nào. Thở hết ra, gập lại. Hít vào. Hãy giữ cho cùi trỏ phải và vai phải cùng trên một mặt phẳng. Thở ra, cảm nhận cơ lưng. Hít vào ba lần nữa nào. Thở hết ra. Hít sâu, cố lên. Thở hết ra. Lần cuối, hít vào. Với dài tay phải, duỗi dài gối trái ra nào. Thở hết ra. Rồi từ đây, với dài tay phải về trước, giữ, nằm, bốn, hóp bụng hít thở đều, ba, hai, một, đặt tay phải xuống sàn, giữ nguyên chân trái cao lên, chồm lên trước, hít vào. Thở ra, đặt ngực cầm xuống sàn, cuộn 10, cuộn 5 ngón chân phải xuống, đặt rốn xuống, duỗi mũi chân phải về sau. Rồi bây giờ chúng ta với dài tay phải về phía trước, hít vào, nâng ngực vai lên. Thở hết ra, cùi trỏ phải sang tường phải, cùng làm 5 lần, hít, thở hết ra. Hít vào, thở hết ra, nâng ngực vai cao lên, hít 3 lần cuối, thở hết ra, hít vào, thở hết ra, lần cuối cùng, hít vào, thở hết ra, nâng ngực vai cao lên, cao nữa lên, nâng chân trái lên, rồi bây giờ duỗi dài tay phải về trước, giữ ở đây. 5, 4,
3, nhấn rốn xuống sàn, hít thở sâu. 2, 1, rồi đặt tay phải xuống sàn. Từ đây đặt gối trái và mũi chân trái xuống, nhấn hai tay xuống, trở về. Đứa trẻ hông chạm vào gót chân, nghỉ ngơi vài hơi. Rồi, trong bài tập này nếu động tác nào khó quá thì bạn có thể bỏ qua hoặc là dừng video lại để nghỉ lấy hơi, sau đấy lại tiếp tục bài tập cho tới khi nào hoàn thành hết bài tập này nhé. Bây giờ chúng ta hãy trở về cái bản. Chồm lên, hít vào. Khép hai gối vào trong chạm nhau ở giữa, hai bàn tay mở rộng bằng vai, xoe các ngón tay ra, nhấn các khớp tay lòng bàn tay xuống sàn thật vững vàng, nâng ngực vai lên, mắt nhìn xuống thảm. Rồi chúng ta cùng đổi bên, nâng chân phải, duỗi dài gối phải về sau. Úp hông phải xuống sàn, hai hông cân bằng với nhau. Làm sao để biết hông cân bằng với nhau? Nếu mà hông của bạn bị ngách lên như thế này thì bạn lập tức úp hông phải xuống, xoay cơ đùi trong chân phải hướng lên trời, rồi nâng gối phải, duỗi mũi chân, siết cơ mông lại. Chúng ta cùng với sai tay trái về trước, hãy nhìn một điểm cố định. Hít vào, úp tay trái xuống sàn, thở ra, gập cùi trỏ trái hướng về tường bên trái. Mình cùng làm 5 lần nhá. Bắt đầu nào. Hít. Thở, hóp bụng, hít thở sâu. Hít. Thở, nâng cùi trỏ lên bằng với vai. 3 lần cuối. Hít vào. Thở hết ra. Nâng gối phải lên cao. Hít vào. Thở hết ra. Lần cuối hít vào. Thở hết ra. Mở cùi trỏ trái, nâng cùi trỏ trái lên bằng với vai. Cảm nhận sức mạnh của cơ lưng trong tư thế này. Rồi với dài tay trái về phía trước nào. Hít vào. Giữ tư thế mèo bay ở đây, hãy nhấn bàn tay phải, nâng vai lên, nâng gối phải lên bằng với hông, nâng vai trái lên, giữ, nằm. Nhìn về trước, theo bàn tay trái sẽ khó hơn. 4, hít thở sâu đừng nín thở. 3, hóp bụng vào. 2, 1, rồi từ đây đặt tay trái của bạn xuống sàn, chồm người lên phía trước, hít vào, nâng gối phải lên, thở hết ra, đặt ngực cằm xuống sàn, cuộn 5 ngón chân trái, đặt rốn xuống, duỗi mũi chân trái về sau nào. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục nâng gối phải lên cao bạn nhé. Rồi chúng ta với dài tay trái của mình về phía trước, chán chạm xuống sàn, hít vào, nâng ngực vai lên. Sử dụng sức mạnh của cơ lưng để nâng ngực vai lên. Thở hết ra, gập cùi trỏ trái hướng sang tường trái. Tiếp tục bắt đầu 5 lần nào. Hít. Thở hết ra, cùi trỏ trái ngang hàng với vai trái, siết cơ vai lại. Hít vào. Thở hết ra, dùng cơ lưng nâng ngực vai lên. Hít vào. Thở hết ra. Bài tập săn chắc cho cơ lưng. 2 lần cuối. Hít vào. Thở hết ra. Cố lên nào. Hít vào. Nâng ngực vai cao lên. Thở hết ra. Nâng cùi trỏ trái cao 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 nữa lên. Từ đây duỗi dài tay trái về trước,
Hít vào nâng ngực phải, giữ ở đây. 5. Nhấn rốn xuống, nâng gối phải lên. 4. 3. Bài tập này sẽ giúp cho cơ lưng của bạn rất khỏe, không chỉ lưng trên mà cả thắt lưng nữa. 3. 2. Khi thắt lưng khỏe, chúng ta sẽ tránh được các cái bệnh về lưng. 1. Rồi. Đặt tay trái chán xuống sàn, hai tay đặt dưới vai, nhấn bàn tay xuống, lùi hông về đứa trẻ. Mở gối rộng bằng hông, đưa hông chạm gót chân, úp bụng ngực cằm, vài hơi thở sâu. Hãy nhớ về mục đích của bạn khi tham gia bài tập này là để có cơ lưng săn chắc, giúp chúng ta bận những cái áo bó trông thật là gợi cảm và hấp dẫn, đồng thời làm khỏe mạnh nhóm cơ lưng bao bọc quanh cột sống thắt lưng, bảo vệ cho cột sống, hỗ trợ cột sống tránh các bệnh về lưng như đau thắt lưng hay là thoát vị đĩa đệm, vốn là những căn bệnh rất thường gặp trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay do chúng ta ngồi nhiều và sử dụng điện thoại, vi tính. Rồi bây giờ, nếu bạn đã sẵn sàng thì hãy cùng Sophie trở về tư thế cái bàn. Hít vào, thở hết ra, đặt ngực cằm xuống, úp rốn xuống, trán chạm xuống sàn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa hai tay về phía trước, hai chân song song với nhau. Hít vào, dùng sức mạnh của cơ lưng nâng ngực vai và hai chân lên khỏi sàn. Tư thế Spider-Man. Thở hết ra, hạ xuống. Giống như là siêu nhân đang bay vậy. 4 lần nữa nè. Hít vào, thở hết ra. Mỗi lần lại nâng cao hơn một chút. Hít, rốn chạm sàn, thở hết ra. 2 lần cuối, hít vào, thở hết ra. Hít sâu, giữ ở đây. 5, 4, cao lên. 3, siêu nhân bay nào. Hít thở đều, đừng nín thở nhá. 2, cao nữa lên. 1, hạ thấp xuống. Chán chạm xuống sàn, lùi hai tay về sau, đặt ngay dưới vai, chống bàn tay xuống sàn, lại đẩy về đứa trẻ. Hông chạm vào gót chân, mở gối, đặt ngực của mình hướng xuống sàn. Hãy điều hòa lại cho hơi thở đều, nhịp nhàng, không có tiếng. Quan sát lưng, thắt lưng, hai vai, bạn cảm thấy thế nào? Hãy tập bài này thường xuyên để đạt được mục tiêu là có lưng săn chắc, hỗ trợ cột sống, giảm đau mỏi cột sống thắt lưng. Khi nào bạn muốn, hãy cùng Sophie nằm xuống trong tư thế cuối cùng Savasana. Duỗi dài hai chân về cuối thảm, thả lỏng toàn bộ cơ thể, ngửa lòng bàn tay lên trời. Khi nào sẵn sàng hãy nhắm mắt vào, cảm nhận những lợi ích tuyệt vời của bài tập yoga ngày hôm nay. Hãy tập luyện thường xuyên để có một cơ thể cân đối, săn chắc
giảm cân tan mỡ, giảm eo, săn chắc toàn bộ cơ thể, lưng vai. Hãy giữ ở đây cho tới khi nào bạn sẵn sàng ngồi dậy. Cảm ơn các bạn đã tập yoga cùng Sophie. Hẹn gặp lại trong những bài tập yoga tiếp theo. Namaste.